Chúng ta thấy điều gì đây không ạ? Đây là chính là cái chợ Phúc Hưng, phục vụ cho 10.000 cư dân ở đây nha, và các khu dân lân cận. Thì đây chính là cái căn mà còn lại siêu đẹp luôn, đó chính là mặt đường D15. Đó chính là cái căn nhà một trệt một lầu đây. Có thể nói là shop house nha. Chúng ta có thể thấy không ạ? Đường rất là lớn nha. Ô tô đi lại thoải mái. Về hè 5m, rộng là 5, ngang 5, dài là 14. Và xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn rồi. Khi mà bàn giao là giống như này này, bàn giao này, hoàn thiện hết bên ngoài, đúng không ạ? Phía trong là bàn giao thô để cư dân có thể là tùy chỉnh theo cái sắc màu của mình thích. Nhưng mà đã đi hết điện nước rồi, phân phòng rồi, làm hết sẵn rồi. Chúng ta thấy này, bảng điện cũng có sẵn luôn nhé. Đây, nhà rất là đẹp, kiên cố chắc chắn. Ở trên á, thì là chúng ta có thể thấy này, ở trên á, đây thì là đúc cầu thang, mà cầu thang đúc này có cầm cái hay á, là giấu về phía sau, nên là cái cầu thang ẩn này rất là hay. Đây chúng ta thấy là kiên cố, xây rất là kiên cố và chắc chắn nha. Trên này á, thì có hai phòng ngủ, một phòng thờ và một cái toilet. Đây chính là một cái phòng ngủ này, đúng không ạ? Đây chính là toilet ở giữa này. Toilet rất là rộng nha. Toilet này. Và đây là phòng thờ này. Đây phòng ngủ tiếp theo này. Phòng ngủ này. Phòng thờ này. Và đặc biệt, đây chính là cái chợ. Đứng đây thì nhìn ra cái chợ luôn ha. Quá đẹp luôn nha. Đây. Nhà rất là đẹp.